Like và chia sẻ cho mình Anh nha. em nào mà có nhu cầu mua bàn phím tay cầm thì anh em ghé vào shop mình ủng hộ cho mình một món nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã ghé và ủng hộ nha. Tiếp tục hôm nay mình sẽ so sánh cầu thủ Thiago Silva mùa 22 UCL với mùa World Cup cho bạn Kai nhé. Khi ăn vào so sánh thì chỉ số nó bằng nhau nè, còn về lương, chiều cao, cân nặng đồ thì nó cũng bằng nhau luôn. Về chỉ số bên dưới mình thấy nó tương đương với nhau từ 1 tới 2 chỉ số thôi. Bước vào phần chỉ số chung của hai mùa thì mà cái mùa mà 22 UCL thì nó có chuyền ngắn nè, rồi tạt bóng, cắt bóng với lại là bình tĩnh đồ thì nó hơn 2 tới 5 chỉ số. Còn chỉ số mà cái mùa World Cup nó hơn 22 UCL là về phản ứng nè, nhảy với lại là cắt bóng thì nó hơn 2 chỉ số. Bước vào phần chỉ số ẩn thì cái mùa 22 UCL thì nó hơn 1 chỉ số ẩn là nó có thêm cái là sọt bóng nè. Qua cái phần anh em quan tâm nhất là về giá cả này, cái mùa mà 22 UCL là 1.750.000, còn cái mùa mà World Cup là 13.6 đối với thẻ cộng 5 nha. Như vậy thì mình có thể đưa ra kết luận cho anh em, anh em nào muốn sở hữu cái mùa mà 22 UCL thì điểm mạnh của mùa này là chuyền cắt bóng, kèm người thì đè, bình tĩnh, thể lực tốt. Với điểm yếu cái mùa này thì nó tốc độ nó hơi chậm, nhưng mà chỉ số AI thì mình đánh giá thì nó cao hơn cái mùa mà World Cup nhiều ha. Cái mùa này thì nó có thêm cái chỉ số mà sọc bóng thì nó có một lợi thế là nó di chuyển không bóng hay là chọn vị trí cắt bóng đồ là rất là thông minh nha. Còn với những anh em mà muốn sở hữu cái mùa World Cup thì điểm mạnh của mùa này là cắt bóng này thì đè, chuyền bình tĩnh, kèm người, thể lực tốt. Thì với cái mùa này thì về tốc độ thì nó cũng khá là chậm. Theo như anh em thấy là chỉ số chung thì nó cũng tương đương với cái mùa 22 UCL thôi, nhưng mà đặc biệt ở đây thì chỉ số AI nó không bằng cái mùa 22 UCL. Nếu mà nói về đánh giá cái mùa mà World Cup này thì mình thấy là nó cũng chơi khá là ổn định nếu mà so sánh với một mà CB hay là trung vệ khác ha. Thì theo mình thì cái meta mới này thì chỉ số AI thì nó quan trọng hơn cái mà chỉ số chung nhiều, nên là con hàng mà 22 UCL thì anh em nên lựa chọn mà anh em chơi ha, vừa bổ vừa rẻ luôn đấy. Với hai cái mùa mình so sánh thì con hàng nào đáng để anh em sử dụng thì anh em cứ comment bên dưới cho mọi người tham khảo nha. Đó cũng là nhận định và so sánh riêng của mình, nên là anh em nào mà có đóng góp ý kiến thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nha. Còn mà anh em nào thấy hay thì để lại một follow cho mình nha. Anh em nào mà muốn mình so sánh cầu thủ nào thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết clip của mình nha.